Ok, chào các bạn đã quay trở lại kênh của Realson. Thì ngày hôm nay cùng mình trải nghiệm và review cũng như nhận xét về con chú xin Little Magic Score One sau một thời gian sử dụng nhé. Ok, chúng ta bước video thôi. Các bạn có thể tham khảo các sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Và đây là cảm nhận của mình khi mà mình sau một thời gian sử dụng con chú xin Little Magic này. Cái thứ nhất về màu sắc. Màu sắc của con này ấy, mình thấy khá rất đẹp, rất đẹp luôn. Màu khá là sáng, đẹp. Và mình thấy là màu ấy nó sẽ tương đương với màu của con Vol V2. Và cái khối lượng cầm lên ấy nó rất nhẹ, chơi rất ok. Khi mà lúc đầu mới mở hộp ấy thì các bạn thấy biết là nó rất là nhanh. Và cũng như là cái tốc độ của nó rất là cao luôn. Nhưng khi mình setup ở đây thì mình setup với cái combo đó chính là Antron cũng như là JSAT 50K. JSAT 50K thì mình sẽ loop record, còn Antron thì mình sẽ loop bình thường thôi. Và đặc biệt ở đây mình mốt thêm cả 5 châm nữa. Tại vì 5 châm con này rất nhẹ nên là mình phải mốt thêm 5 châm ở đây, ở chỗ này. Và khi mình mốt ấy, mình mốt ở đây ấy, thì các bạn thấy này, mình sẽ cắt cái phần này đi. Các phần này đi, mình để chỗ cái 5 châm này. Và mình cũng mốt thêm ở đây 2 viên 5 châm nữa để cho nó cái slide ấy, nó sẽ nặng hơn một chút. Tại vì cái 5 châm slide rất nhẹ. Ok, mà khi setup ấy, thì mình setup nó cảm giác nó rất đầm. Các bạn nghe tiếng này đấy, nó đầm đầm, nó dính dính, nghe rất thích. Và cái đặc biệt ở đây nữa là mình đã cắt cái phần ở trong đây rồi. Các bạn thấy đấy này, đây mình đã cắt cái phần ở cái dạng hình cầu ấy, đấy mình cắt đi và mình để như này thôi. Đấy, mình đã mốt. Và đặc biệt này, và mình cũng cắt một phần góc ở đây nữa, các phần trên góc ở đây nữa. Thế nên các bạn nhìn thấy cắt góc này, cắt góc lúc đầu con này nó rất là kém, thậm chí nó cắt như này còn không cắt được cơ. Nhưng khi mình mốt xong này, các bạn thấy không, mình mốt xong này rất vô tư thoải mái này. Đây, để mình cho các bạn cái xem cả mình mốt như nào nhé. Thì vậy thì thấy này, đây đây chính là mình nói các bạn này, ở đây mình đã cắt cái phần trong đây rồi này, nó sẽ tạo ra cái độ linh hoạt nhất định cho cue. Và các bạn thấy này, viên góc của mình này, các bạn thấy phần đặc biệt chưa, đây là viên góc của mình đã cắt đi gần một nửa để mình tăng được cái để mình giảm đi được cái phần tiếp xúc giữa phần tâm hình cầu của nó và cũng như là để tăng cái độ cắt góc của nó. Đấy, nếu mà nhận xét ấy thì mình đã từng chơi con này một thời gian rất là dài rồi. Đây là con này, con mới để mình làm review cho các bạn. Thì cái con khi mà mình chơi ấy, thì con này mình chơi được tầm khoảng hơn một tháng thôi là nhựa xuống cấp rất là nhanh, nhựa rất tã luôn. Thì nhiều bạn bảo đây là nhựa primary, đúng. Nhưng cái nhựa primary này mình nghĩ đó là nhựa tái chế. Tại vì khi mà mình cạo cạo này, mình cạo cạo phần trong này, nó cảm giác nó rất bột bột, nó kiểu bột ấy. Thì cái nhựa đấy nó là nhựa tái chế các bạn ạ. Nó là nhựa tái chế, primary nhưng nhựa tái chế, thế nên là nó xuống cấp rất là nhanh luôn. Và khi xuống cấp ấy, mà khi là mốt như này này, nó sẽ bị lỏng kinh khủng luôn. Lỏng này xong rồi nó dễ bóp, coi như là vứt đi luôn. Đấy là phần lưu ý khi các bạn phải đánh đổi khi mua con này. Về phần tuning thì các bạn thấy nhé, như ngày trước mình có làm một video về Vol V2 cũng như Vol V2 MS. Thì con này nó có cái đặc điểm là tiếng kêu rất là giống Vol V2 luôn. Nhưng mà cái chất nhựa ấy, so Vol V2 thì không thể bằng rồi. Như Vol V2 ngày trước mình review cho các bạn là một cái loại chất nhựa rất là cứng và chơi cầu rất là bền, nhưng mà cắt góc thì nó cũng khá là kém. Thì con này cũng như thế, nhưng mà cái cắt góc con này kém hơn và chơi bị lock up hơn, nam châm cũng yếu hơn rất là nhiều. Nhưng mà giá rẻ mà, các bạn phải đánh đổi thôi. Nhưng mà đối với những cái điểm như vậy ấy, thì cũng chẳng có gì để bàn về cái chú xin Little Magic cả. Tại vì so tầm giá ấy, mà một con mốt em thì cũng chẳng có đối thủ nào xứng tầm đâu. Cùng lắm có con Cheesy Squad bản cũ thì may ra thì mới đánh bật được con này thôi. Nhưng mà con đấy không thể mốt được full nam châm, đấy là phải các bạn phải đánh đổi. Đấy, và nói chung thì các bạn có nên mua con này không, và cái cue này dành cho những cueber như nào? Ấy nhất
là trong thời điểm hiện tại năm 2023 rồi, con này vẫn đáng mua, vẫn rất đáng tiền. Nhưng cái mà các bạn phải bỏ ra ấy, là các bạn phải bỏ ra công mode này, công setup này. Đấy, nó rất là mất nhiều thời gian, nhưng đổi lại các bạn sẽ có một cái kill ngon hơn và chơi rất là tuyệt vời. Kill này thì có thể dành cho rất nhiều bạn, nhưng mình nghĩ là dành cho những bạn kiểu là newbie mới chơi tìm hiểu cũng được. Ở những bạn nào muốn kiểu là các bạn đang muốn try hard kiểu là speed cũng được. Nhưng mà cái speed ấy, nếu mà dành cho dân speed thì các bạn chỉ dành cho được thời gian ngắn thôi, tại vì con này nó không được bền đâu. Đấy, không được bền. Nhưng mà để cho các bạn speed một thời gian, ví dụ chống cháy hoặc là cày một thời gian khoảng 1-2 tháng ấy, rồi ok, cái đấy là chấp nhận được.